Trấn Thành và Harry Won là một trong những cặp đôi nghệ sĩ được giới truyền thông chú ý nhiều nhất hiện nay. Tuy nhiên, không vì thế mà Trấn Thành ngại thể hiện sự ga lăng của mình với bạn gái trước ống kính phóng viên. Khi thấy Harry Won mút mồ hôi, Trấn Thành nhanh chóng rút khăn lau giúp bạn gái. Cử chỉ ga lăng đó của nam MC kiêm diễn viên nổi tiếng đã thu hút nhiều ống kính phóng viên. Trong buổi ra mắt phim Bệnh viện Ma tối ngày 13 tháng 4, trái với sự nhiệt tình của Trấn Thành, Harry Won tập trung trả lời câu hỏi của mình trong buổi giao lưu với khán giả tại rạp chiếu, chứ không có bất kỳ hành động tình cảm nào đáp trả. Ngay cả khi MC của buổi họp báo đưa ra những câu hỏi nhằm khai thác tình cảm hiện tại của cặp đôi, Harry Won cũng khá ngần ngại khi trả lời. Nữ ca sĩ Hàn Quốc chỉ nhận xét về vai diễn của Trấn Thành trong phim. Cô nói bác sĩ Thành khùng lắm, không có được bình thường, thoạt nhìn có vẻ chuyên nghiệp nhưng vớ vẩn. Nhưng cũng chính vì những điểm vớ vẩn đó mà nhân vật cô y tá trong phim cảm thấy liêu xiêu. Về phía Trấn Thành, anh thú nhận vai diễn bác sĩ Thành trong Bệnh viện Ma là một trong những vai diễn khó, đầy thử thách. Thử thách đầu tiên là sợ ma như những đóng phim ma, thử thách thứ hai là tự mình thực hiện những cảnh quay mạo hiểm, những cảnh đánh đấm trong phim chỉ nhờ người đóng thế cảnh bị té. Trấn Thành cũng chia sẻ dù lần đầu cộng tác cùng đạo diễn trẻ Võ Thanh Hòa nhưng anh cảm thấy rất tin tưởng và tâm huyết. Để hoàn thành bộ phim đúng tiến độ, anh đã phải thức trắng liên tục mười mấy ngày. Vì thế, có nhiều cảnh diễn vào vai nhân vật bơ phờ. Nam diễn viên sinh năm 1987 không cần phải hóa trang. Bệnh viện Ma lấy bối cảnh một bệnh viện u ám, lạnh lẽo với những số phận đầy bí ẩn. Mọi chuyện bắt đầu khi chàng sinh viên mới tốt nghiệp y khoa Thành, Trấn Thành, xin vào bệnh viện làm bác sĩ. Tưởng như cuộc sống sẽ dễ dàng hơn, nhưng nào ngờ Thành lại vướng vào những bí ẩn kỳ lạ, những hồn ma vấn vương tìm gặp bác sĩ hàng đêm. Bên cạnh hai cái tên Trấn Thành và Harry Won, phim còn có sự góp mặt của những tên tuổi nổi tiếng như Thu Trang, Tiến Lực, La Thành, Hoàng Phúc, Cát Phượng, vân vân.